Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tiết học giáo dục công dân cùng cô Chu Lan. Hôm nay cô trò ta sẽ tìm hiểu một cái nội dung kiến thức mới trong cái chùm chủ đề công dân với sự phát triển kinh tế của các cái bài 3, 4, 5. Thế thì trước khi đi vào tìm hiểu nội dung của bài mới, cô sẽ có một số những cái câu hỏi để chúng ta ôn lại cái kiến thức của các cái giờ trước. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Đấy, và chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu các cái nội dung sau đây nha. Rồi, cô có hai câu hỏi đặt ra cho lớp mình. Đấy, câu hỏi thứ nhất, các bạn hãy nhớ lại cho cô nào. Quy luật giá trị, yêu cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa thì phải dựa trên cái cơ sở nào? Nào, đáp án đầu tiên, A, đó là thời gian lao động cá biệt, hay là B, thời gian lao động xã hội cần thiết, C, đó là cái thời gian lao động của người sản xuất có điều kiện tốt nhất, hay là D, cái thời gian lao động của người sản xuất có điều kiện thấp nhất đây. Nào, quy luật giá trị nó yêu cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa thì người sản xuất và cái quá trình lưu thông hàng hóa phải dựa trên cái cơ sở là thời gian lao động xã hội cần thiết. Các bạn nhớ giúp cô nhé. Cho nên trong câu hỏi này đáp án chính xác đó là đáp án B. Rồi. Đấy là câu hỏi đầu tiên các bạn phải nhớ trong cái nội dung của bài mà mình đã học. Câu hỏi số 2 như sau. Quy luật giá trị thì yêu cầu trong cái quá trình trao đổi hàng hóa thì phải dựa theo cái gì đây? Nguyên tắc bình đẳng hay là nguyên tắc ngang giá, hay là nguyên tắc tự do, hay là các cái đáp án nào khác thì các bạn cũng phải chú ý cho cô. Trong cái quy luật giá trị thì người ta yêu cầu cái việc trao đổi hàng hóa phải dựa theo cái nguyên tắc đó là nguyên tắc ngang giá. Đấy, đấy là những cái nội dung đợt trước mà cô lưu ý, và các bạn cũng phải ghi nhớ các cái nội dung này. Đấy, rất là quan trọng nha. Rồi, đấy là cái nội dung của bài quy luật giá trị giờ trước và những cái tác động của nó thì các bạn phải chú ý giúp cô ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu nội dung của bài ngày hôm nay. Quan sát trên thị trường chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ bắt gặp đến những cái hiện tượng như là giữa các cái người bán với nhau á, thì người ta sẽ có những cái sự ganh đua, cái sự cạnh tranh với nhau. Đấy, hay là giữa những cái người mua như là cô và các bạn, đấy, chúng ta cũng có những cái sự cạnh tranh giành giật với nhau trong cái quá trình mà săn sale này, mua hàng hóa này. Rồi thì giữa những cái xí nghiệp, giữa những cái công ty người ta sản xuất với nhau, giữa cửa hàng này với cửa hàng kia, đấy, cũng có cái sự cạnh tranh với nhau. Vậy thì những cái hiện tượng cạnh tranh giành giật ganh đua đó đấy thì nó là tốt hay xấu, nó cần thiết hay là không, và nó sẽ được giải thích như thế nào thì cô và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu thông qua cái bài ngày hôm nay nhé. Trước tiên chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu các cái nội dung chính của bài. Đấy, bài học ngày hôm nay á, thì chúng ta sẽ tìm hiểu các cái vấn đề sau đây. Vấn đề thứ nhất á, chúng ta sẽ tìm hiểu xem là cạnh tranh là gì, và tại sao cạnh tranh lại là cái sự cần thiết, khách quan trong cái quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa thông qua cái nội dung nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh. Đấy, cái nội dung thứ hai thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là mục đích là gì, và để đạt được những cái mục đích cạnh tranh á, thì những cái người tham gia vào cạnh tranh á, người ta đã thông qua các cái loại cạnh tranh nào. Đấy, và cuối cùng đó là cái tính hai mặt của cạnh tranh. Ngay sau đây thì cô trò ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu cái nội dung số 1 nha các em. Đấy, nội dung số 1 thì các bạn quan sát những cái hình ảnh trên cái slide trình chiếu của cô. Đấy, các bạn biết rằng là trong sản xuất và lưu thông hàng hóa đấy thì có rất là nhiều những cái đối tượng, những cái chủ thể cùng tham gia vào sản xuất kinh doanh, đúng không nào? Và người ta dùng cái cụm từ cạnh tranh để biểu thị, gọi tắt cho cái cụm từ là cạnh tranh kinh tế. Đấy, thế vậy thì cạnh tranh là gì? Có những cái nguyên nhân nào dẫn đến cạnh tranh thì cô trò mình sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu tiếp theo nha. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ trả lời cho cô một cái câu hỏi như thế này. Thế thì quảng cáo và khuyến mãi đấy thì nó nhằm mục đích gì nhỉ?
Nào, theo các bạn thì cái việc là quảng cáo và khuyến mại thì nó nhằm mục đích gì? Đầu tiên các bạn thấy rằng là khi mà nghiên cứu thị trường của một cái hãng thời trang rất là nổi tiếng ở trên thế giới, Raja, vào cái bài số 3 mà cô và các bạn đã tìm hiểu đấy, thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ tác động vào cái tâm lý, cái thị hiếu của khách hàng. Đấy, bởi vì sao? Ai cũng muốn được rằng là có những cái đợt khuyến mại. Đấy, hàng hóa nó sẽ được giảm giá đấy, và lúc đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là khách hàng rất là thích cái việc là mua hàng hóa mà lại được hạ giá, thậm chí là có những cửa hàng người ta còn quảng cáo khuyến mại đại hạ giá, big sale ha. Rồi một cái yếu tố khác nữa khi mà phân tích vào cái tác động này á, thì khi mà khuyến mại này, quảng cáo này thì sẽ giúp cho cái người bán hàng đấy, người ta sẽ bán được nhiều hàng hóa, và chính từ cái việc là bán được nhiều hàng hóa này á thì người ta sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn nha các bạn. Đấy, thế thì đó là những cái tác động vào tâm lý thị hiếu của khách hàng thông qua cái việc là quảng cáo khuyến mại của những cái người sản xuất, của những cái người kinh doanh buôn bán hàng hóa nha. Rồi, thế thì các cái hiện tượng như là big sale này, hay như là thỏa sức để cho người mua sắm, người ta sẽ an tâm về giá của hàng hóa. Đấy, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu cạnh tranh cũng như là nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh nha các bạn. Đấy, đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cái khái niệm cạnh tranh nha các em. Đấy, vậy thì cạnh tranh là gì đây? Hồi đầu giờ thì cô có giới thiệu về một số những cái hiện tượng xảy ra ở trên thị trường. Đấy, thế thì những cái hiện tượng như là ganh đua, giành giật, hay như là cạnh tranh giữa những cái người bán, người mua, giữa những cái cơ sở sản xuất với nhau ấy, thì nó gọi là gì? Thì chúng ta sẽ ghi nhớ cho cô cái khái niệm cạnh tranh sau đây nhé. Cạnh tranh là gì? Đấy, cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong cái quá trình sản xuất kinh doanh nhằm giành những cái điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận. Đấy, đấy là cái khái niệm cạnh tranh. Những cái cụm từ khóa highlight bôi đậm của cô khác màu ở trên cái slide trình chiếu, các bạn trong quá trình ghi chép nốt lại bài thì các bạn cũng sẽ ghi nhận cho cô ha, các bạn cũng sẽ trình bày như vậy để chúng ta có cái sự nhấn nhá trong quá trình tìm hiểu bài. Đấy, nhắc lại, cạnh tranh là cái sự ganh đua đấu tranh giữa các cái chủ thể kinh tế trong sản xuất kinh doanh để nhằm giành những cái điều kiện thuận lợi nhất có thể về mình. Đấy, từ cái khái niệm cạnh tranh trên đây cho thấy cái nội dung cốt lõi của nó thể hiện ở những cái khía cạnh khác nhau. Trong đó thì các bạn chú ý giúp cô ba cái khía cạnh sau đây. Thứ nhất đó là cái tính chất của cạnh tranh. Thứ hai đó là các cái chủ thể kinh tế tham gia cạnh tranh. Và cái thứ ba đó là cái mục đích của cạnh tranh. Đấy, các bạn chú ý giúp cô ba cái khía cạnh chủ yếu đó nhé. Rồi, thế thì có những cái nguyên nhân nào dẫn đến cái sự cạnh tranh đây? Cùng là một cái mặt hàng thiết yếu hiện nay, đúng không? Hầu như là ai cũng sở hữu một cái chiếc điện thoại di động. Thế nhưng mà có rất là nhiều các cái hãng sản xuất khác nhau. Hơn thế nữa, trên thị trường chúng ta cũng thấy rằng là có rất là nhiều những cái chủ thể kinh doanh, người ta cũng đang kinh doanh buôn bán về một cái mặt hàng điện thoại di động này. Đấy, thế thì không biết là giữa những cái chủ thể kinh doanh như là Điện Máy Xanh cũng bán điện thoại di động này, hay là Nguyễn Kim cũng bán điện thoại di động, hay như là Điện Máy Thiên Hòa vân vân. Đấy, rất là nhiều những cái hãng kinh doanh điện tử điện lạnh như vậy á, người ta cùng bán một cái mặt hàng này á, thì trong sản xuất và lưu thông hàng hóa cạnh tranh nó ra đời, tồn tại và phát triển như thế nào. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu những nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh nha các bạn. Đấy. Thế thì ở đây cô có phân tích cho các bạn để các bạn hiểu rõ về những cái nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh như sau. Đấy. Thế thì có hai nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh các bạn ạ. Đầu tiên thì các bạn thấy rằng là trong cái nền sản xuất hàng hóa đấy thì các cái chủ sở hữu khác nhau, người ta tồn tại với những cái tư cách là cái đơn vị kinh tế độc lập, đúng không? Thế có những cái đơn vị kinh tế độc lập cùng tham gia vào cái việc là kinh doanh một cái chiếc điện thoại di động.
của những cái hãng khác nhau. Đấy, như cô vừa nêu đó là Nguyễn Kim này, đó là Thế Giới Di Động này, đó là Điện Máy Xanh này, đó là siêu thị điện máy Chợ Lớn này, vân vân. Đấy, thế thì những cái đơn vị kinh tế độc lập này á, thì các bạn biết rằng là người ta sẽ có những cái lợi ích riêng. Đấy, người ta tự do sản xuất kinh doanh, do đó cho nên là họ không thể nào mà không cạnh tranh với nhau được. Đấy, họ phải cạnh tranh thì họ mới có thể bán được hàng, kinh doanh được những cái hàng hóa, đúng không nào các em? Rồi, một trong những cái nguyên nhân thứ hai, đấy, các bạn thấy rằng là mặt khác thì do cái điều kiện sản xuất của mỗi cái chủ thể kinh tế khác nhau. Đấy, về cái việc như là trang bị cho mình những cái kỹ thuật và những cái công nghệ ấy, những cái trình độ nghề nghiệp này, rồi thì chúng ta nói đến kinh doanh là nói đến cái vấn đề về vốn, về cái trình độ quản lý đấy, những cái điều kiện này, những cái nguyên nhân vật liệu, những cái môi trường sản xuất kinh doanh, cho nên là cái chất lượng hàng hóa, cái chi phí sản xuất nó cũng khác nhau đấy, dẫn đến là làm cho cái kết quả sản xuất kinh doanh giữa họ không giống nhau. Đấy, có những người thì thu được cho mình những cái lợi nhuận nhiều, nhưng mà có những người thì vẫn bị thua thiệt, mất vốn, rồi thậm chí là thua lỗ phá sản trong cái quá trình sản xuất kinh doanh. Đấy, do đó cho nên họ phải cạnh tranh với nhau để mà giành lấy những cái điều kiện thuận lợi nhất có thể để tránh được những cái rủi ro này, bất lợi trong cái quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa. Do đó cho nên là tất yếu là giữa họ phải có sự cạnh tranh với nhau đấy, trong cái quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa nha các bạn. Đấy, các bạn chú ý giúp cô hai cái nguyên nhân của cạnh tranh nhớ nhá. Cái nội dung này thì các bạn cũng có thể chú ý thêm ở trong sách giáo khoa trang 37 giúp cô. Đấy. Thì bây giờ ấy, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu xem là có những cái nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh như vậy rồi. Thế thì người ta cạnh tranh với nhau á thì nhằm cái mục đích gì? Đấy, và để đạt được những cái mục đích trong cạnh tranh á thì những cái người tham gia vào cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa thì người ta sẽ thông qua những cái loại cạnh tranh nào? Thì chúng ta đi vào tìm hiểu cái phần thứ nhất đó là mục đích của sự cạnh tranh. Đấy, cạnh tranh là gì? Những nguyên nhân nào dẫn đến cạnh tranh thì các bạn sẽ thấy được là nó có cái sự liên quan đến cái mục đích của cạnh tranh, và cô nhấn mạnh đây là cái nội dung trọng tâm của bài. Đấy. Thế thì cái đầu tiên mà cô và các bạn cần phải khẳng định với nhau đó là cạnh tranh á thì mục đích cuối cùng của nó là cái mục đích cuối cùng của người sản xuất và cái quá trình lưu thông hàng hóa đó là nhằm dành cho mình cái lợi nhuận nhiều hơn người khác. Đấy, phải làm sao để mà mình thu về nhiều lợi nhuận, mình tránh được những cái rủi ro, cái quá trình làm ăn của mình nó không bị thua lỗ. Đấy thì mình phải cạnh tranh. Thế nhưng mà cái mục đích của cạnh tranh là như vậy, nhưng mà hiện thực hóa ở trên đời sống hàng ngày trong quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa thì cô trò mình phải phân tích với nhau về những cái mặt mà người ta đang cạnh tranh với nhau cụ thể là gì. Đấy, thế thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phân tích cái mục đích của cạnh tranh. Đấy, đầu tiên á thì có một cái câu hỏi pháp vấn đặt ra như thế này. Cái mục đích cuối cùng của cạnh tranh á là để giành lợi nhuận về mình nhiều hơn người khác, và tại sao lại như vậy nhỉ? Đấy, tại sao mà trong quá trình sản xuất kinh doanh á thì lại đặt ra cái mục đích cuối cùng như thế này? Đấy, và làm thế nào để người ta có thể giành về mình những cái lợi nhuận nhiều hơn người khác đây? Đấy, thế thì cái mục đích cuối cùng của cái quá trình giành lợi nhuận về mình nhiều hơn người khác thì phải thông qua những cái mặt sau đây. Đấy, giữa những người sản xuất, giữa những người kinh doanh hàng hóa với nhau, trong cái quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa thì các bạn biết rằng là người ta sẽ cạnh tranh, và cái sự cạnh tranh đó thể hiện ở trên bốn cái mặt sau đây rất là quan trọng. Và khi anh là cái người chủ thể kinh tế, chủ thể kinh doanh thì anh phải chú ý về những cái mặt này cho cô. Đầu tiên á, giữa những người sản xuất và kinh doanh với nhau á thì người ta sẽ dành cho mình các cái nguồn nguyên liệu sản xuất. Đấy, đặc biệt là những cái nguồn nguyên liệu sản xuất khác nữa.
Đấy, trong cái quá trình sản xuất kinh doanh, khi anh tác động vào các cái đối tượng lao động đấy mà anh lại không tìm kiếm ra những cái nguồn nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho cái quá trình sản xuất của mình, làm sao để nó tiết kiệm được chi phí, những cái nguồn nguyên liệu mà nó ổn định, nó đảm bảo về cái chất lượng đấy, thì nó sẽ làm cho cái mặt hàng của anh nó sẽ nâng tầm cái chất lượng lên, đúng không? Do đó cho nên á, trong cái việc mà thu mua nguyên vật liệu hiện nay, các cái thương lái của Việt Nam ấy thì không chỉ bị cạnh tranh với nhau giữa trong khu vực trong nước mà còn bị cạnh tranh bởi các cái thương lái của nước ngoài, trong đó thì có rất là nhiều những cái nguồn nguyên nhiên vật liệu mà các cái nhà đầu tư nước ngoài, rồi thì các cái chủ thể kinh doanh thương lái ví dụ như là của Trung Quốc hay là nhiều những cái quốc gia khác, người ta sẽ tới để người ta cạnh tranh với lại cả các cái thương lái của Việt Nam. Đấy, đấy là cái dành nguồn nguyên liệu và các cái nguồn lực sản xuất khác. Đấy, trong đó các cái nguồn lực sản xuất khác thì các bạn thấy rằng là có những cái nguồn lực lớn nhất đó là về người lao động, về nguồn lao động của chúng ta. Đấy, một trong những cái yếu tố rất là quan trọng của cái quá trình sản xuất nhé. Rồi, đến cái yếu tố tiếp theo, cái mặt tiếp theo trong cái quá trình cạnh tranh thì bao giờ cũng thế, người ta phải dành những cái ưu thế về khoa học và về công nghệ, kỹ thuật. Đấy, hầu hết những cái doanh nghiệp, những cái chủ thể kinh tế hiện nay khi mà người ta đứng vững được ở trên thị trường, không chỉ là cái việc người ta giành được những cái nguồn nguyên liệu, các cái nguồn lực khác, mà người ta còn phải dành về cho mình những cái trang thiết bị thừa hưởng, áp dụng những cái thành tựu của khoa học kỹ thuật trong cái quá trình sản xuất và kinh doanh. Đấy, có những cái phương thức, có những cái dây chuyền sản xuất độc quyền theo những cái phương pháp tiên tiến hiện đại hiện nay ở trên thế giới. Đấy, và cái quy trình sản xuất này, rồi thì các cái khâu để mà tạo ra cái hàng hóa nó cũng có cái sự khác biệt. Đấy, và đây cũng chính là cái chất riêng của mỗi một cái công ty, một cái xí nghiệp, một cái cơ sở sản xuất. Đấy, do đó cho nên bạn nào mà có cái niềm đam mê yêu thích khoa học kỹ thuật công nghệ đấy thì các bạn cũng thấy rằng là nếu như mà mình có cái tư duy đổi mới phát triển đấy mà mình nắm bắt được kịp thời những cái yêu cầu, những cái đòi hỏi của khoa học kỹ thuật trong cái thời đại công nghệ 4.0 thì em cũng sẽ thấy là có cái sự khác biệt giữa cái việc là sản xuất những cái ngành nghề truyền thống với cái việc là áp dụng khoa học kỹ thuật hiện nay, đặc biệt là những cái công nghệ hiện đại trong quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa. Đấy, ngoài hai cái mặt này thì cạnh tranh còn để thể hiện ở những cái mặt còn lại sau đây. Đấy, thế thì người ta còn phải giành giật với nhau ở trên thị trường này, giành cái thị trường đấy, cái nơi đầu tư này, các cái hợp đồng và các cái đơn đặt hàng. Đấy, nếu như mà anh sản xuất kinh doanh mà anh không cung ứng được, tìm ra cho mình một cái thị trường để tiêu thụ hàng hóa, rồi có được những cái hợp đồng, các cái đơn đặt hàng tiếp theo đấy, thì cái việc sản xuất kinh doanh của anh nó không chỉ là ngày một ngày hai mà nó còn là lâu dài, tạo nên cái thương hiệu, cái uy tín của anh trên cái thị trường sản xuất kinh doanh, đúng không nào? Đó, do đó cho nên á, cái thị trường tiêu thụ hàng hóa hiện nay của Việt Nam bị cạnh tranh bởi các cái thị trường khác, người ta tìm đến cái môi trường của Việt Nam, cái thị hiếu khách hàng của người Việt Nam để có thể tiêu thụ được những cái nguồn hàng hóa, nhất là trên thị trường hiện nay, cái thị trường tiêu dùng của Việt Nam cũng đang bị cạnh tranh bởi những cái mặt hàng của nước ngoài. Đấy, nó không chỉ là đa dạng về mẫu mã, chủng loại mà hơn hết nó là cái sự cạnh tranh về giá cả trên thị trường. Đấy, các bạn chú ý giúp cô về cái mặt thứ ba này nhá. Thế muốn là cái người tiêu dùng thông minh đấy, chúng ta cũng là những cái người mà cạnh tranh với lại những cái người buôn bán, rồi thì những cái người mua hàng hóa khác. Đấy, thì chúng ta cũng cạnh tranh trên cái thị trường mà chúng ta sẽ đầu tư, chúng ta sẽ bỏ tiền vào để mua sắm. Hạ, một trong những cái mặt khác của cái quá trình cạnh tranh đó là người sản xuất và người kinh doanh ấy, những cái người trong cái khâu lưu thông hàng hóa thì người ta sẽ giành cái ưu thế về chất lượng đấy, về cái giá cả hàng hóa, kể cả những cái khâu như là chất lượng bảo hành, lắp đặt,
sửa chữa, rồi những cái phương thức thanh toán. Đây đây là một trong những cái yếu tố cạnh tranh mà trong quá trình sản xuất kinh doanh người ta phải nghiên cứu rất là kỹ. Đây chính là cái việc là đánh vào cái thị hiếu tâm lý của khách hàng, đúng không mấy đứa? Đấy, thế thì trong cái quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa, đặc biệt là trong cái quá trình buôn bán hàng hóa mà anh chỉ sale này, khuyến mại này, rồi anh có những cái khoa học ứng dụng, anh có cái thị trường để tiêu thụ rồi, thế nhưng mà anh lại không quan tâm đến cái việc là đảm bảo về chất lượng hàng hóa, thì liệu rằng người tiêu dùng người ta có còn quay lại với mình hay không? Đấy, rồi anh bán được hàng rồi thì anh phải đảm bảo về cái chất lượng hàng hóa của mình. Đấy, thông qua cái quá trình là lắp đặt bảo hành khuyến mại. Đấy, những cái phương thức thanh toán hiện nay rất là đa dạng, rất là phong phú, và giữa các cái chủ thể kinh doanh hiện nay á, cứ đến mỗi một cái dịp lễ lớn này hay như là cái dịp khuyến mại này thì người ta sẽ cam kết với khách hàng đấy về cái quá trình lắp đặt bảo hành để mà người tiêu dùng, người mua hàng người ta sẽ đến với mình, người ta sẽ an tâm khi mà người ta sử dụng cái chất lượng hàng hóa của mình ha. Rồi, đấy là những cái mục đích của cạnh tranh. Đấy, thế trên thị trường hiện nay đấy, giữa những cái ngành nông sản với nhau, thủy hải sản với nhau, đấy các cái chủ thể tham gia kinh tế, dù là tập đoàn hay là những cái cá nhân xí nghiệp nhỏ lẻ, thì người ta đều phải tham gia vào cái quá trình cạnh tranh. Đấy, và thấy được những cái mục đích của cạnh tranh để mà người ta sẽ tìm ra cho mình những cái phương thức trong cái quá trình sản xuất kinh doanh để thu về cho mình cái lợi nhuận cao nhất có thể. Rồi những cái người sản xuất kinh doanh là như vậy, còn những cái người mà tiêu dùng như là cô và các bạn ấy thì cũng phải xác định được cái mục đích của cái việc cạnh tranh trong quá trình mua bán hàng hóa. Đấy, đấy là cái nội dung của cái phần mục đích của cạnh tranh. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu các loại cạnh tranh. Nội dung của cái phần học bài các loại cạnh tranh á, thì từ trang 38 cho đến trang 40 trong sách giáo khoa. Đấy, thế thì cái phần này các bạn cũng có thể hoàn toàn tự tìm hiểu và tự học. Cô sẽ hướng dẫn các bạn nội dung của cái phần các loại cạnh tranh này nhé. Đấy, thế thì tùy theo các cái căn cứ khác nhau thì người ta sẽ chia ra cạnh tranh ra thành các cái loại khác nhau. Đấy, thế thì có thể là có những cái loại cạnh tranh như sau. Đấy, các bạn sẽ xem những cái hình ảnh sau đây và cho biết nó thuộc vào các cái loại cạnh tranh nào nhé. Nhớ chú ý là sẽ cùng cô theo dõi cái file lý thuyết này, rồi kết hợp sách giáo khoa để chúng ta có thể tìm hiểu. Đấy, thế thì có những cái loại cạnh tranh nào với nhau? Cùng là một mặt hàng và cùng là những cái chuỗi cung ứng những cái mặt hàng giống nhau á, thì chúng ta thấy rằng là có cái loại cạnh tranh, đó là cạnh tranh giữa những người bán với nhau. Đấy, thế thì cái điều này nó thường xuất hiện ở trên thị trường, đúng không nào các bạn? Khi mà có nhiều người cùng kinh doanh, cùng trao đổi buôn bán một cái mặt hàng hóa khác nhau, nhưng mà lại có rất là ít người mua những cái mặt hàng hóa này chẳng hạn. Đấy, thế thì có cái sự cạnh tranh giữa những cái người bán với nhau. Cho nên là ông cha ta mới có câu là buôn có bạn, bán có phường, đúng không các bạn? Đấy, các bạn chú ý giúp cô nhé. Đó là cái loại cạnh tranh thứ nhất, cạnh tranh giữa những người bán với nhau. Còn đây, đấy, thế thì trên thị trường đấy, các bạn thấy rằng là thường xuất hiện khi mà những cái hàng hóa nó đem ra bán ít, nhưng mà cái nhu cầu, cái mong muốn sở hữu được những cái sản phẩm này á, thì lại rất là nhiều. Đấy, thế do đó cho nên á, thì các bạn thấy rằng là có cái sự cạnh tranh giữa những người mua hàng với nhau. Điều này thì chúng ta thấy rất là rõ. Nếu như mà những cái đợt dịp sale này, hoặc như là có những cái ngày như là ngày Black Friday, đấy, thì các bạn thấy rằng là cái sự cạnh tranh thỏa sức mua, đua sức sắm của người mua với nhau thì rất là khủng khiếp, đúng không nào? Đấy, rồi tiếp theo nữa các bạn thấy rằng là trong cùng một cái nội bộ ngành là cái ngành sản xuất ra cái chiếc điện thoại thì cũng có cái sự ganh đua về kinh tế giữa những cái doanh nghiệp trong cùng một cái ngành hàng. Đấy, cùng là một cái ngành điện thoại. Đấy, thế nhưng mà có những cái hãng sản xuất như là iPhone hay là Samsung
đấy, hay như là trong cùng một công ty thôi mà người ta sản xuất ra nhiều cái mặt hàng khác nhau. Ví dụ như là hiện nay ở trên thị trường về cái mặt hàng là kem đánh răng thì các bạn thấy rằng là cái hãng Unilever người ta cũng có rất là nhiều những cái mặt hàng mà người ta sản xuất ra, nào là PS, nào là Close Up, vân vân. Đấy thì giữa những cái ngành sản xuất của một cái công ty người ta sản xuất ra thôi cũng bị ganh đua bởi doanh số bán hàng. Đấy, các bạn chú ý giúp cô nhé. Cạnh tranh giữa các cái doanh nghiệp may mặc trong những cái ngành hàng may mặc với nhau cũng là một cái ví dụ về cạnh tranh trong nội bộ ngành nha các bạn. Đấy, tiếp theo đó là cạnh tranh gì đây? Giữa các cái cạnh tranh ngành. Đấy, ví dụ như là ngành may mặc và ngành dệt chẳng hạn. Đấy, cái sự ganh đua về kinh tế giữa các cái doanh nghiệp trong các cái ngành sản xuất khác nhau. Đấy, làm sao để mà có thể đem về cái lợi nhuận cho mình nhiều nhất có thể, đứng vững ở trên thị trường. Đấy, thì đó là cái loại cạnh tranh tiếp theo. Đấy, và đến đây là chúng ta đã được tìm hiểu mấy loại cạnh tranh rồi, bốn loại rồi nha các bạn. Đầu tiên là cạnh tranh giữa những người bán hàng với nhau, cạnh tranh giữa những người mua hàng với nhau, cạnh tranh trong nội bộ ngành. Đấy, rồi cạnh tranh giữa các ngành với nhau. Còn cái loại cạnh tranh nào nữa không hả các bạn? Còn một loại cạnh tranh nữa đấy các bạn. Đấy, thế thì cái loại cạnh tranh này á thì nó xuất hiện khi mà thị trường vượt khỏi cái phạm vi trong nước để vươn ra cái thị trường trong khu vực và trên thế giới. Đây, đây là những cái sản vật mà các bạn sẽ thấy rằng là nó xuất hiện trên thị trường. Thế nhưng mà có những cái sản vật của Việt Nam đấy, nhưng mà cũng sẽ bị cạnh tranh với lại cả những cái sản vật khác ở trên thế giới. Đấy, do đó cho nên á, đây là những cái nguồn trái cây trong nước và nó sẽ bị cạnh tranh bởi các cái nguồn trái cây ở nước ngoài. Do đó cho nên một trong những cái loại cạnh tranh khác nữa các bạn nhớ giúp cô đó là cạnh tranh trong nước với lại cả cạnh tranh của nước ngoài nha các bạn. Đó. Thế thì có hai cái vấn đề đặt ra cho cô trò ta khi mà tìm hiểu về các cái loại cạnh tranh này. Đấy. Thế thì các bạn hãy cho cô biết nào, những cái mặt tích cực và những cái mặt hạn chế của cạnh tranh, và các bạn hãy lấy những cái ví dụ đấy giữa những cái loại cạnh tranh với nhau, giữa những cái mục đích của cái quá trình cạnh tranh đấy thì chúng ta đã được tìm hiểu rồi. Thế thì bây giờ chúng ta cùng phân tích xem là cái loại cạnh tranh như vậy, mục đích của cạnh tranh như thế thì nó sẽ đem lại những cái mặt tích cực và mặt hạn chế của cạnh tranh ra sao. Đấy, đương nhiên là giữa các cái chủ thể kinh doanh, các cái quá trình sản xuất đấy, người ta cạnh tranh như vậy thì chắc chắn sẽ đem lại những cái mặt tích cực và những cái mặt hạn chế riêng trong cái quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa. Đấy, bây giờ cô trò ta sẽ cùng nhau đi vào phân tích nhé. Đây, trong cái quá trình cạnh tranh với nhau á, thì người ta sẽ phải tăng cường trong cái quá trình là làm sao để mà thúc đẩy cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Đấy, thế thì cái việc mà cạnh tranh với nhau á thì nó sẽ dẫn đến các cái tính hai mặt của cạnh tranh là mặt tích cực và mặt tiêu cực. Đây, trên cái slide trình chiếu của cô, các bạn thấy rằng là trong quá trình sản xuất và kinh doanh, cái người kinh doanh, cái người sản xuất á, người ta phải không ngừng là làm sao để mà cạnh tranh trên thị trường, để kích thích được cái lực lượng sản xuất, cái khoa học kỹ thuật trong cái khâu sản xuất cũng như là làm ra những cái hàng hóa của mình. Đấy, để làm sao mà cái năng suất lao động xã hội nó tăng lên, làm sao mà cái quá trình sản xuất của chúng ta nó dẫn đến những cái mùa vàng bội thu, đúng không nào? Làm cho cái năng suất lao động nó tăng lên. Đấy, thì đấy là cái mặt tích cực đầu tiên các bạn phải nhớ giúp cô. Ngoài ra thì trong cái quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa, cái mặt tích cực khác còn được thể hiện là gì? Đây, giữa những cái ngành sản xuất với nhau đấy thì nó sẽ khai thác tối đa mọi cái nguồn lực của đất nước vào cái việc xây dựng và phát triển kinh tế thị trường, không vì cái sự cạnh tranh của các cái nguồn lực của nước ngoài mà các cái nội bộ ngành của chúng ta nó bị thua kém, nó bị tụt hậu. Đấy, Việt Nam đang trên đà hội nhập và phát triển. Các bạn thấy rằng là cái quá trình, cái tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là trong cái tình hình dịch bệnh COVID như là hiện nay, vẫn đang có những cái tiến triển, vẫn đang có những cái khởi sắc, và chúng ta có cái niềm tin tưởng vào cái sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, cũng như là cái việc phát huy cái mặt tích cực của cạnh tranh.
Đấy, à, cuối cùng thì cái mặt à, tích cực của cạnh tranh đó là nó sẽ thúc đẩy cái tăng trưởng kinh tế, nó làm nâng cao cái sức cạnh tranh và góp phần hội nhập kinh tế thế giới. Đấy, Việt Nam nếu như mà à, thực hiện các cái chính sách, các cái giai đoạn như là bế quan tỏa cảng trước đây, các bạn thấy à, cái nền kinh tế đã có những cái sự tụt hậu, yếu kém. Đấy, khi mà sau năm 1986 à, chúng ta thay đổi cái nền à, cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các bạn thấy rằng là sau à, cái quá trình đổi mới như vậy thì chúng ta có những cái thống kê tổng kết báo cáo về cái quá trình đổi mới đất nước, và chúng ta thấy rằng là vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế cũng đang được à, khẳng định và ngày một rõ nét hơn. Đấy, bạn bè trên trường quốc tế cũng thấy được những cái chỗ đứng của Việt Nam ở trong cái quá trình phát triển kinh tế, nhất là 20 năm trở lại đây. Rồi, bên cạnh những cái mặt tích cực của cạnh tranh, đấy, những cái sự cạnh tranh nó đang diễn ra đúng theo pháp luật, nó gắn liền với các cái mặt tích cực trên là những cái mặt tích cực của quá trình cạnh tranh, nó là cái quá trình cạnh tranh lành mạnh. Đấy, à, chỉ có cái quá trình cạnh tranh lành mạnh đó thì mới à, là cái động lực cho kinh tế nó phát triển. Đấy, ngược lại nếu như mà à, cạnh tranh nào mà vi phạm pháp luật đấy và vi phạm các cái chuẩn mực đạo đức về cạnh tranh không lành mạnh đấy thì nó sẽ gắn đến những cái mặt hạn chế của cạnh tranh dưới đây. Đấy, bên cạnh những cái mặt tích cực là chủ yếu thì cạnh tranh còn có những cái mặt hạn chế. Đấy, đầu tiên các bạn thấy rằng là nó sẽ dẫn đến cái việc là à, chạy đua theo lợi nhuận một cách thiếu ý thức, vi phạm cái quy luật tự nhiên. Đấy. Thế các bạn biết rằng là nó sẽ làm cho à, môi trường à, của chúng ta này, cái môi trường sinh thái à, nó bị suy thoái và mất cân bằng nghiêm trọng. Đấy, cái quá trình mà chúng ta khai thác gỗ bừa bãi làm cho rừng bị tàn phá, gây ra những cái hiện tượng là lũ lụt, hạn hán. Đấy, nó ảnh hưởng đến cái môi trường sản xuất và cái đời sống của con người. Đấy, rất là nguy hiểm. À, rồi nó gây ra cái ô nhiễm môi trường, tác động trực tiếp đến cái sức khỏe, cái tính mạng của người dân. Đấy, rồi thì để giành giật khách hàng và lợi nhuận ấy, thì một số người thì không tùng thủ đoạn những cái quá trình làm ăn phi pháp, bất lương. Đấy, ví dụ như là làm hàng giả, kinh doanh hàng quốc cấm, đấy, bán hàng lậu và gian lận thương mại để mà trốn thuế, vi phạm pháp luật. Đấy, thế thì từ đó nó làm ảnh hưởng đến cái sức khỏe, đến cái đời sống của người tiêu dùng và thất thu cái ngân sách của nhà nước nếu như mà anh trốn thuế. À, do đó cho nên là nó sẽ là một cái mặt hạn chế của cái quá trình cạnh tranh đấy các bạn. Đấy. À, tiếp nữa, các bạn biết rằng là có những cái chủ thể tham gia vào cái quá trình kinh doanh, thế nhưng mà người ta lại đầu cơ, tích trữ, gây rối loạn thị trường. Đấy, từ đó nâng cái giá cao lên, làm ảnh hưởng đến cái quá trình sản xuất của nhân dân. Đấy, trong suốt 6 tháng đấu tranh chống dịch vừa rồi, các bạn thấy rằng là có những cái hiện tượng đầu cơ tích trữ về khẩu trang này, nước rửa tay này, xịt khử khuẩn này, đầu cơ tích trữ cả về nguồn hàng, đi siêu thị này, tới các cái cửa hàng tạp hóa, thì những cái mặt hàng đó thì bị trống trơn hết, không còn cho những cái người khác để người ta mua nữa. Đấy, nó gây đến cái rối loạn ở trên thị trường, được chưa nào? Đó, thế thì để mà hạn chế được cái mặt tiêu cực của cạnh tranh, hạn chế được những cái loại cạnh tranh không lành mạnh này thì hiện nay nhà nước sẽ có những cái biện pháp, có những cái chủ trương tác động vào để hạn chế các cái mặt tiêu cực này. Đấy, thế các bạn thấy rằng là người ta đã đưa ra những cái luật về đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam, để anh kinh doanh sản xuất tại Việt Nam á, thì anh phải đảm bảo những cái nội dung nào liên quan đến cái vấn đề về bảo vệ môi trường này, đảm bảo về cái chất lượng, cái uy tín hàng hóa. Đấy là cái luật đầu tư, hay như là các cái chứng nhận đạt cái tiêu chuẩn quốc tế, để làm sao cái chỉ số ISO hiện nay trên các cái mặt hàng, các cái nhãn hàng của các cái hàng hóa, các sản phẩm á, thì nó phải được đảm bảo nha các bạn. Đấy, thì các bạn chú ý giúp cô, hiện nay nhà nước đã điều tiết thông qua cái việc là giáo dục này,
rồi thì có những cái vấn đề liên quan đến pháp luật vào cuộc, và các cái chính sách về kinh tế xã hội thích hợp để có thể thúc đẩy những cái mặt tích cực của cạnh tranh, cũng như là hạn chế những cái mặt tiêu cực của các cái loại cạnh tranh không lành mạnh. Đấy, thì là những cái người tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh thì chúng ta sẽ phải chú ý đến những cái mặt là hạn chế cũng như là mặt tích cực của cạnh tranh để làm sao mà chúng ta điều chỉnh cái quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Đấy, làm sao để mà tránh những cái mặt hạn chế đấy và phát huy những cái mặt tích cực. Đấy, các bạn sẽ nhìn vào cái slide trình chiếu của cô để ôn lại tổng kết cái phần tính hai mặt của cạnh tranh. Đấy. Về mặt tích cực, đấy thì nó có ba cái ý chính. Nó kích thích lực lượng sản xuất, khoa học kỹ thuật phát triển, làm cho cái năng suất lao động xã hội nó được tăng lên. Đấy. Thứ hai thì nó sẽ khai thác tối đa cái nguồn lực của đất nước vào cái việc phát triển kinh tế thị trường. Và thứ ba nữa, rất quan trọng, nó sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao cái năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và góp phần hội nhập. Đấy. Thế thì khi mà chúng ta xác định được cái mặt tích cực của cạnh tranh á, thì hiện nay nhiều cái hàng Việt Nam có chất lượng cao ở trên thế giới, người ta đã có những cái ý thức để bảo vệ cái quá trình sản xuất kinh doanh của mình, đó là cái việc tuân thủ theo cái luật pháp quốc tế về cái việc là đăng ký bản quyền kinh doanh cái thương hiệu hàng hóa. Đấy, và chúng ta có thể kiện cáo đối với những cái mặt hàng, đối với những cái nước mà vi phạm về cái quyền sở hữu, đặc biệt là cái sở hữu trí tuệ hiện nay. Đấy, ngoài ra thì các bạn cũng chú ý giúp cô những cái mặt hạn chế của cạnh tranh. Đấy, ví dụ như là chạy theo lợi nhuận để mà làm mất cái cân bằng tự nhiên, mất cái ổn định thị trường. Đấy, rồi thì làm ăn phi pháp, bất lương dẫn đến những cái hạn chế trong cái quá trình kinh doanh sản xuất. Rồi chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta phải có cái ý thức trong cái việc là tham gia sản xuất kinh doanh, không có cái tình trạng đầu cơ tích trữ, nó làm rối loạn thị trường. Đấy, do đó nó ảnh hưởng đến cái sản xuất và đời sống nhân dân, mà cái chịu thiệt thòi nhất của người tiêu dùng của chúng ta đó là cái giá cả nó sẽ bị biến động. Đấy, đó là toàn bộ những cái nội dung về cái mặt tích cực và mặt hạn chế của cạnh tranh. Đấy, đến đây thì cô trò ta cũng đã tìm hiểu xong cái nội dung của bài số 4, cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. Các bạn biết rằng là để có thể đứng vững ở trên thị trường, các cái chủ thể kinh doanh người ta phải cạnh tranh với nhau, và đây là một cái điều tất yếu. Đấy, thông qua cái nội dung bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn cạnh tranh là gì, cạnh tranh thì có những cái loại nào, và trên thị trường thì người ta sẽ thông qua cái việc phân biệt hai cái mặt của cạnh tranh, để từ đó cô và các bạn, những cái người tham gia sản xuất kinh doanh nữa, họ sẽ đưa ra những cái giải pháp để mà phát huy những cái mặt tích cực cũng như là khắc phục những cái mặt hạn chế của kinh doanh ở nước ta hiện nay. Một lần nữa thì cô nhấn mạnh với các bạn hãy chú ý đến những cái nội dung bài học mà cô đã vừa truyền tải, và hẹn gặp lại các bạn trong các cái tiết học tiếp theo nhé. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở bài số 5, ở tiết còn lại. Xin chào và tạm biệt các bạn.